Con dâng hội thánh của Chúa ngày hôm nay vào trong bàn tay và trong quyền năng của Chúa. Đụng đến mỗi chúng con ngày hôm nay, thay đổi chúng con. Trời, chúng con đến đây để tìm kiếm một điều vào lòng chúng con trông đợi điều đó. Đó là Chúa đụng đến, Chúa thay đổi và Chúa khiến chúng con trở nên công cụ ở trong bàn tay của Ngài. Và chúng con sẽ mở mắt ra và nhìn thấy quyền năng của Chúa thực thi qua đời sống của từng chúng con. Và chúng con sẽ ngợi khen Chúa trong những ngày tới đây. Amen. Đánh thức linh hồn. Hãy ăn ở như vậy. Là đừng mắc nợ nhau gì hết, chỉ mắc nợ tình yêu thương mà thôi. Vì tình yêu thương là sự làm trọn vẹn luật pháp. Chúng ta hãy cư xử với nhau bằng tình yêu thương đối với nhau. Nhưng ông thêm một phần này, và đó là điều mà chúng ta học ngày hôm nay. Còn phần này nữa, cứ ăn ở trong sự yêu thương, có sự nhịn nhục, có sự nhân từ, có sự nhẫn nại đối với nhau. Nhưng có phần này nữa. Vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Chúng ta đang thức hay là chúng ta đang ngủ? Những người ngồi trong căn phòng này nói rằng tôi đang thức. Nhưng nếu tôi hỏi chúng ta đang ngủ hay thức thuộc linh, thì câu trả lời chúng ta là gì? Nếu chúng ta không biết trạng thái ngủ hay thức của chúng ta, nó vẫn như vậy. Nhưng nếu quý vị trở về cái giai đoạn đầu tiên trong lúc chúng ta vừa mới tin Chúa, lúc đó ông Phaolô nói là lúc chúng ta đang ngủ. Bây giờ mình so sánh đi, hiện tại bây giờ và lúc chúng ta mới tin Chúa, nó có khác nhau hay không? Cái đoạn đường giữa chúng ta đi từ lúc chúng ta mới tin Chúa cho đến khi sự cứu là cái chặng đường từ ngủ đến thức dậy. Khi chúng ta mới tin Chúa là lúc chúng ta ngủ, và khi sự cứu của chúng ta đến, có nghĩa là khi Chúa đem cái sự cứu rỗi của Chúa thực thi qua đời sống của chúng ta. Không phải là chúng ta sẽ được cứu, nhưng chúng ta đã được cứu, và sự cứu rỗi của chúng ta có giá trị cho tin lành của Chúa trong lúc chúng ta sống. Bởi vì không có ai làm việc khi chúng ta ngủ được hết. Khi chúng ta ngủ là các cơ quan điều khiển chúng ta, nó hoàn toàn không hoạt động, ngừng hoạt động lại. Và chúng ta không làm việc được, chúng ta cũng không suy nghĩ được, không ý thức được trong cái sự suy nghĩ chúng ta. Chúng ta không học được, chúng ta cũng không ăn được. Khi chúng ta ngủ là khi chúng ta dừng lại, không còn sinh hoạt nữa. Và đó là trạng thái khi chúng ta mới tin Chúa, hoặc là cái giai đoạn ở trong tối tăm. Và khi chúng ta đi đến cái nơi mà Chúa gọi là đến sự cứu, có nghĩa là cuộc sống của chúng ta bắt đầu có giá trị, gọi là cuộc sống thuộc linh, là khi chúng ta thức dậy. Bởi vì nếu chúng ta vẫn còn ngủ thì mình không làm gì được hết, mình không làm việc được, cho đến khi mình thức dậy thì lúc đó mình mới bắt đầu làm việc được. Mình có đã đi xa cái thời kỳ mới tin Chúa, và mình có đang đi tiến tới thời kỳ cứu của chúng ta. Ai ngủ thì ngủ ban đêm. Ai say thì say ban đêm. Nhưng khi chúng ta thức thì mình không ngủ mà mình cũng không say, và mình làm việc. Giai đoạn ngày hôm nay tôi muốn kêu gọi hội thánh là giai đoạn để chúng ta xét lại mình đang ở đâu. Nếu chúng ta đang ngủ thì ông Phaolô nói hãy thức dậy, bởi vì thời kỳ đã đến, những công việc làm ở trong ban đêm phải qua đi và mình bước vào trong sự sáng, hay mặc lấy cái áo giáp sáng láng. Mở với tôi ra trong Giăng đoạn 15 câu 20. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian, và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời sẽ ghét các ngươi. Người đời là những người làm theo ý riêng của mình. Tôi muốn ngủ để mặc kệ cho tôi ngủ. Không ai có quyền đánh thức tôi hết. Thời gian là của tôi, chương trình là của tôi, kế hoạch là của tôi. Cứ để yên cho tôi. Đừng có ai đụng vào cái giấc ngủ của tôi hết. Nhưng chúng ta không thuộc về thế gian. Những người được cứu, chúng ta thuộc ở dưới quyền tể trị của Chúa Giê-xu. Chúa có lúc cho chúng ta đi ngủ và Chúa có lúc cho chúng ta thức dậy. Giống như mặt trời mọc lên và mặt trời lặn xuống, nó theo cái sự tuần hoàn của Đức Chúa Trời. Thì Chúa cũng muốn loài người, súc vật, cây cối, tất cả cũng theo sự tuần hoàn của tạo hóa. Nếu chúng ta là súc vật, đến giờ nó ngủ, nó sẽ đi ngủ.
Nó không có cải tạo hóa. Đến giờ nó ngủ, nó sẽ đi ngủ. Đến giờ nó thức dậy, nó sẽ thức dậy. Nhưng con người của chúng ta thì ngược lại. Mình có cái gọi là cái quyền tự do hay quyền tự chủ. Và mình chọn để mình theo sự tuần hoàn của tạo hóa hoặc là mình chống lại. Con người của chúng ta đã phạm tội. Và con người của mình mất đi cái sự vinh hiển của Chúa. Và mình sống không còn sống theo ý muốn của Chúa tạo dựng nên chúng ta. Nhưng chúng ta sống theo cái bản ngã xác thịt của chúng ta. Vậy nên mình muốn làm việc khi mình làm việc. Và mình muốn ngủ khi mình ngủ, mặc dù trời nó có sáng hay là nó có tối. Và mình không theo cái sự tuần hoàn của tạo hóa của Chúa. Bởi vì mình nói tôi có quyền tự chủ, tôi có quyền tự do và không ai lấy được cái sự tự do đó của tôi. Nhưng trong Kinh Thánh nói chúng ta không thuộc về thế gian. Chúng ta thuộc về một đấng đã yêu thương chúng ta và đã phó mạng sống. Vậy bây giờ tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa sống trong tôi. Cuộc sống nay tôi sống là nhờ con của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thuộc về Chúa thì mình không thuộc về thế gian này. Thế gian này nói quý vị phải tiết kiệm thời giờ và để dành hết mọi giờ phút sống để thở, để mà làm thêm tiền, để có thêm những điều mà mình đang tìm kiếm. Nhưng chúng ta thuộc về Chúa, chúng ta biết có giờ chúng ta ngủ và đến lúc chúng ta cần phải thức dậy. Chúng ta đang ngủ hay thức? Chúng ta có cần phải thức dậy hay không? Chúng ta có đang thức? Và nếu chúng ta đang thức, chúng ta đang làm gì? Chúng ta biết giờ đã đến. Thế gian này thì không biết giờ là đến. Họ cứ sống cho đến cái lúc nào đó, họ thỏa mãn hay là bất mãn hay là chết. Nhưng chúng ta biết giờ đã đến. Mình biết có cái giai đoạn mà chúng ta cần phải thức dậy. Nhưng thế gian này họ không có sống như vậy. Họ sống theo cái thời gian của họ, hoặc là họ sống theo cái sự quản lý của người khác quản lý họ. Nhưng chúng ta sống theo cái thời gian của Chúa và theo sự quản lý của Chúa trên đời sống của chúng ta. Vì biết thời kỳ, chúng ta biết cái thời kỳ này là thời kỳ chúng ta cần phải thức dậy. Đến ngày đó, đến ngày cứu đó, là ngày mà Chúa sẽ phân ra. Ở bên này là chiên, bên này là dê. Tôi không phải nói hội thánh nha, tôi nói bên tay phải là chiên và bên tay trái là dê. Chứ không phải tôi nói là bên này là chiên, bên này là dê. Ở trong Matthew đoạn 25 câu 32 đến câu 33. Chắc mấy người bên trái hơi hoảng hốt chút xíu. Muôn dân nhóm lại trước mặt Ngài, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác. Đã đây nói đến cái ngày mà Chúa sẽ trở lại. Chúng ta cũng nhớ một câu chuyện nữa, Chúa cũng nói rằng để cả hai nó lớn lên, đến ngày đó, đến ngày Chúa trở lại, Chúa sẽ sai thiên sứ Chúa xuống và gặt hái, rồi chia ra những cỏ lùng ra một bên và lúa mì qua một bên. Thì đây Chúa đang nói về cái ngày mà Chúa sẽ đến, rồi Ngài sẽ chia người này với người khác, như kẻ chăn chiên chia chiên với dê ra, để chiên ở bên hữu, hay là bên hữu quý vị, và dê ở bên tả. Người tin Chúa sẽ thức dậy vì họ biết cái giờ đó sắp đến. Từ vì khi chúng ta tin Chúa là lúc chúng ta ở trong tối tăm, và khi chúng ta thức dậy là lúc chúng ta chuẩn bị, hay là chuẩn bị sáng để chúng ta bắt đầu cái công việc mà Chúa đã cứu chúng ta để làm. Quý vị biết là mỗi chúng ta đều có công việc mà Chúa muốn chúng ta làm hay không? Người tin Chúa sẽ thức dậy bởi vì họ biết lúc này là lúc chúng ta không thể tiếp tục ngủ nữa. Nếu chúng ta có gia đình thì chúng ta biết phải có người thức dậy. Đó không phải là con của mình, nhưng đó là mình. Mình thức dậy để mình lo cho nó, chứ mình không thể nằm đó ngủ để nó lo cho mình, cho đến khi mình không còn có khả năng đó nữa. Cho nên phải có người lớn ở trong gia đình, và người lớn đó chính là chúng ta. Thế gian này đang ngủ, hội thánh của Chúa là người lớn, có nghĩa là những người mà biết cái ý muốn của Chúa như thế nào. Và chúng ta là những người cần phải thức dậy để chúng ta làm công việc của Chúa, giảng tin lành, học để biết Chúa và để chia sẻ cầu nguyện và kêu gọi những người giống như những người đang ở trong cái cơn hôn mê, đang ở trong sự tuyệt vọng. Thì mình đem lời của Chúa đến, mình đem lời cầu nguyện đến. Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến. Đây là lúc hội thánh của Chúa chúng ta cần phải thức dậy. Làm sao để mình thức dậy? Thức dậy là thức dậy như thế nào? Có ba giai đoạn trong sự trưởng thành của một người Cơ Đốc. Giai đoạn thứ nhất là khi chúng ta mới tin Chúa. Đây là giai đoạn mà chúng ta được sanh ra ở trong nước của Đức Chúa Trời. Mình hưởng được khi tình yêu của Chúa đối với mình. Như một đứa con, nó sanh ra,
nó dính liền với mẹ của nó. Nó hưởng cái tình thương và sự bồng ẩm và sự chăm sóc của người mẹ của nó và của gia đình. Và nó không có lo lắng gì hết. Khi chúng ta mới tin Chúa thì mình ở trong cái sự chăm sóc của Thánh Linh của Chúa. Chúa sẽ gìn giữ chúng ta, Chúa sẽ lo. Và trong cái thời gian đó mình cứ việc mà ngủ, mình cứ việc ở trong cái sự thỏa lòng, ở trong tình yêu của Chúa. Đến cái giai đoạn thứ hai, đến giai đoạn mà mình bắt đầu lớn lên, và tôi gọi cái giai đoạn đó là giai đoạn môn đồ hóa. Mình bắt đầu phải học khi Thánh Linh của Chúa dạy dỗ cho linh hồn chúng ta. Đến lúc mình không cứ tiếp tục làm theo cái bản năng tính tư dục của chúng ta, nhưng mình bắt đầu làm theo cái ý muốn của Chúa. Nó trái lại với lại cái con người xác thịt của chúng ta. Và đó là cách chúng ta bắt đầu học để mà để cái thân thể này phục ở dưới quyền thể trị của Chúa. Những điều này nó không đến tự nhiên, mình phải học, mình phải bắt phục nó. Giống như Phaolô nói, tôi đánh thân thể tôi để nó ở dưới cái sự điều khiển của Chúa. Nghĩa mình phải bắt phục cái thân thể này. Và đến cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn tôi muốn nhắc đến thôi, nhưng mà tôi không nói thì hôm nay. Đó là giai đoạn để chúng ta trở nên người phục vụ Chúa. Đừng hiểu lầm tôi, có rất nhiều người phục vụ Chúa nhưng không phải là môn đồ Chúa. Tôi đang nói đến người từ cái giai đoạn môn đồ hóa và trở đến cái người phục vụ Chúa, làm đầy tớ Chúa trong sự phục vụ và bắt đầu yêu kẻ lân cận. Điều mà chúng ta nói rằng chúng ta yêu Chúa và yêu kẻ lân cận, đây là cái giai đoạn thứ ba. Để mình yêu kẻ lân cận, mình phải trải qua cái tiến trình của sự học vấn. Làm sao để mình yêu người lân cận? Khi họ yêu chúng ta, khi người ta đối xử tốt với chúng ta, khi người ta chiều chuộng mình, người ta trả lời những câu hỏi mà mình hỏi rất ngọt ngào, nhưng khi họ cư xử hơi cục tính với chúng ta, thì mình yêu họ được nữa không? Chắc có thể được. Khi họ đẩy chúng ta đi, khi họ khó chịu với chúng ta, khi mình biết chắc rằng cái người này sai, nhưng mà mình vẫn phải yêu họ. Làm sao mình làm được? Đó là cái giai đoạn thứ hai đó. Mình sẽ học để biết cách nào để khi người ta vả má bên trái thì mình cũng đưa má kia. Khi họ muốn mình đi một dặm thì mình sẽ đi hai dặm. Khi họ muốn cái áo bên trong thì mình đưa luôn cái áo bên ngoài. Một đứa bé nó mới sanh ra thì nó cần phải ngủ 16 tiếng đồng hồ ít nhất. Và nếu nó ngủ thì tôi tin là những người làm mẹ, những người làm cha không bao giờ mình thức con mình dậy, mình để cho nó ngủ. Nó cần cái giấc ngủ của nó để nó bắt đầu nó mới phát triển được cái cơ thể của nó. Nhưng nếu con của mình nó 14 tuổi rồi mà nó còn ngủ 16 tiếng đồng hồ thì mình biết là nó có một cái vấn đề gì đó với cái đứa bé này, từ vì nó không còn là đứa trẻ sơ sinh nữa. Nhưng đối với một người Cơ Đốc thì chúng ta ngủ bao lâu rồi? Có cái sự khác biệt giữa cái lúc mà chúng ta đang ngủ và chúng ta đang thức thuộc linh hay không? Mình có nhận ra điều đó hay không? Mình có đang thức hay là mình đang ngủ? Nhưng đối với con người thì mình biết lúc nào mình thức, lúc nào mình ngủ. Khi mình ngủ mình không có ý thức gì hết. Như vậy thì đối với người Cơ Đốc, khi mình không có ý thức thuộc linh gì hết, có phải là lúc mình đang ngủ hay không? Nếu mình không ý thức thuộc linh, nếu mình không nhạy bén với những gì mà Chúa đang làm, con cái của chúng ta nó đang ngủ thuộc linh hay không? Mình có đang ngủ thuộc linh hay không? Bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Trước khi mình sanh ra mình ở trong cái bầu thai, và trong đó nó tối, nó không có một ánh sáng nào hết. Nhưng khi chúng ta sanh ra rồi, những cái tế bào ở trong cái cơ thể của đứa bé đó, nó bắt đầu nó cấu kết để nó tạo nên cái khả năng để đứa bé đó nó nhìn thấy. Nó sanh ra, nó không có mở mắt được. Rồi đến lúc nó mở mắt, nó bắt đầu nó tiếp thu ánh sáng. Và khi nó tiếp thu ánh sáng rồi, sẽ đến cái giai đoạn nó bắt đầu nó nhìn nhưng nó không hiểu. Mình có thể để cái tờ giấy trước mặt nó mà nó không biết nó nhìn cái gì. Cho đến khi nó có thể hiểu được, và nó tiếp thu được, và nó bắt đầu nó nhận thức được cái môi trường xung quanh. Người Cơ Đốc của chúng ta cũng giống như vậy. Khi chúng ta mới được cứu, khi chúng ta mới được sanh ra trong cái thế giới thuộc linh, thì mình sanh ra ở trong nơi tối tăm kia, thế gian nằm ở trong bóng tối. Và ánh sáng của Chúa đã đến, có nghĩa là khi Chúa Giêsu đến vào trong thế gian này và chiếu ánh sáng cho chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn nằm ở trong bóng tối cho đến khi mắt của chúng ta được mở ra
và mình bắt đầu tiếp thu ánh sáng, và mình được dạy để mình nhận thức được những gì mình đang thấy trong thế giới thuộc linh, và lúc đó mình bắt đầu lớn lên và trưởng thành ở trong Chúa. Nhiều lúc chúng ta ở trong cái trạng thái mình đi tới đây tới kia và nó tất cả mọi thứ nó vẫn còn rất tối, mình không biết là mình đang đứng ở chỗ nào ở trong Chúa, và trong cái thế giới thuộc linh đó mình đụng cái này đụng cái kia, mình không hiểu tại sao những điều này nó xảy ra. Ủa, tôi tin Chúa mà cái này nó lại xảy ra. Mình rất mập mờ, và cái khái niệm về cái thế giới thuộc linh nó chưa được bày tỏ một cách rõ ràng. Và bởi vì vậy, có nhiều người ở trong Chúa ngày hôm nay họ vẫn đang sống ở trong cái trạng thái vẫn còn sơ sinh, vì cặp mắt thuộc linh chưa được mở ra và chưa hiểu được những điều mà đạo đang tiếp tu ở trong thế giới thuộc linh. Và vì vậy chúng ta cần phải thức dậy, mình cần phải mở mắt ra, và mình cần phải được Thánh Linh của Chúa dạy dỗ qua lời của Chúa, và lòng của chúng ta bắt đầu tiếp thu những điều xảy ra. Ô, như vậy tôi hiểu được rồi. Quyền tể trị là của Đức Chúa Trời, không phải là quyền của tôi. Những điều nó xảy ra có thể tôi không hiểu được, nhưng vẫn tin Chúa. Chúa vẫn yêu tôi, Chúa vẫn tốt đối với tôi, mặc dù gia đình của tôi như thế này, mặc dù tôi vẫn có những cái bệnh tật như thế này, tôi vẫn tin Chúa. Cái sự hiểu biết thuộc linh của chúng ta bắt đầu đến khi chúng ta thức dậy và mình bắt đầu ở trong trường của Đấng Christ. Chúa trở lại chỉ trong một giai đoạn cho mọi người, dù chúng ta thức hay ngủ. Vì câu Kinh Thánh nói, sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn. Chưa đến, đã gần chúng ta hơn là lúc chúng ta mới tin Chúa. Từ cái giai đoạn trong tối tăm, chúng ta đi đến cái giai đoạn gọi là sáng láng hay là hoàn toàn rõ, giống như Phaolô nói, ngày hôm nay tôi nhìn như mập mờ, lúc bấy giờ tôi sẽ nhìn Chúa như Chúa thấy tôi vậy. Có nghĩa là khi mình đối diện với Chúa, khi Chúa trở lại, thì khi Chúa trở lại, mặc dù chúng ta thức hay là chúng ta ngủ, cũng một lúc đó thôi. Tôi có thể là người đang ngủ và quý vị có thể là người đang thức, và Chúa trở lại thì chúng ta cũng sẽ đối diện với Chúa trong lúc đó, một lúc thôi. Cho nên ông Phaolô nói, giờ là lúc chúng ta cần phải thức dậy. Bởi vì khi Chúa Giêsu đến, chỉ một giai đoạn cho tất cả mọi người, chứ không phải đối với mỗi người riêng. Cho nên hãy thức dậy. Ông Phaolô nói hãy thức dậy. Tôi nói với hội thánh của Chúa chúng ta hãy thức dậy. Và làm thế nào để chúng ta thức dậy? Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu 7 nói, sự cuối cùng của muôn vật đã gần. Hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Chúng ta áp dụng trí thức của chúng ta khi chúng ta thức. Chúng ta chỉ thức, chúng ta mới làm những công việc này thôi. Hãy thức dậy và cầu nguyện. Hãy thức dậy và ở trong sự yên tĩnh để chờ đợi Chúa, trông đợi Chúa. Hãy thức dậy, hãy kiêng ăn, hãy cầu nguyện với Chúa. Mình không thể học và theo Chúa khi mình đang ngủ được. Mình không đi theo ai được hết khi mình đang ngủ. Mình cũng không ăn được khi mình đang ngủ. Nhưng khi mình thức dậy, mình vào trong trường của Đấng Christ và Chúa bắt đầu dạy cho chúng ta. Hãy thức dậy, hãy thức dậy. Đừng có mê man ở trong cuộc đời này. Lúc chúng ta mê man là lúc nào? Là lúc chúng ta làm những công việc vô thức. Cái công việc mà quý vị đang làm đó, cái công việc đó nó có cái giá trị đời đời thuộc linh hay không? Nếu không có lẽ chúng ta đang ngủ. Hãy xem cái công việc chúng ta làm. Tôi có thể không đang ngáy khò khò, nhưng tôi đang ngủ khi tôi làm những công việc vô thức. Hãy xem xét cái công việc của chúng ta, xem chúng ta đang thức hay đang ngủ. Nếu chúng ta suy nghĩ, nếu chúng ta cầu thay, chúng ta suy nghĩ đến vương quốc của Chúa, cái công việc của Chúa, gia đình của chúng ta, trạng thái thuộc linh của chúng ta, của những người xung quanh, đó là lúc chúng ta đang hoạt động ở trong thế giới thuộc linh. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Có cái giai đoạn trước khi trời sáng, sẽ đến lúc mà trời sẽ sáng rực, Chúa sẽ trở lại. Lúc đó không ai làm. Sự cuối cùng của mọi việc đã đến. Vậy hãy khôn ngoan tỉnh thức mà cầu nguyện. Hãy khôn ngoan tỉnh thức và cầu nguyện. Giờ không phải lúc mình nói từ từ để tương lai thì tôi sẽ nghĩ đến công việc của Chúa. Đây là lúc chúng ta cần phải thức dậy. Chúng ta cần phải vào trong trường của Đấng Christ để Thánh Linh dạy cho linh hồn của chúng ta để bước đi với Chúa Giêsu. Thê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 5 câu 6. Vậy chúng ta chớ ngủ như kẻ khác. Thế giới ngày hôm nay
họ ngủ. Họ ngủ ở trong sự theo đuổi họ của cuộc đời này. Tôi muốn làm những điều mà tôi muốn làm. Khi nào tôi rảnh thì tôi làm những công việc mà Chúa muốn tôi làm. Đó là cái suy nghĩ của một số người là người tin Chúa, nhưng mình có cái tư tưởng của người trong thế gian. Ông Paulo nói, vậy chúng ta là những người tin Chúa chớ ngủ như kẻ khác, nhưng phải tỉnh thức và dè dữ. Phải tỉnh thức và dè dữ có nghĩa là đừng có quá độ, đừng có làm cái gì quá độ hết. Tỉnh thức có nghĩa là mình luôn luôn để cho cái lòng của mình và cái tâm trí của mình ở dưới cái sự điều khiển của lời của Chúa. Đừng có quá độ, đừng có quá độ, đừng có say sưa, đừng có quá độ. Một lúc nào đó ở trong cái công việc làm của chúng ta mà mình có thể trở nên quá say sưa. Thời gian nó không còn cái ý nghĩa đối với mình nữa. Mình quá say đắm ở trong cái công việc làm của mình và mình quên hết cuộc sống nó đang diễn ra xung quanh mình. Con của mình nó cần gì mình cũng không biết, cháu của mình nó cần gì mình không biết, vợ chồng mình cần cái gì cũng không biết. Thì mình quá chìm đắm ở trong cái công việc của mình, điều đó cũng không tốt. Phải tỉnh thức và dè dữ, mình luôn luôn kiểm soát được những cái sự kiện nó xảy ra xung quanh, bởi vì Chúa ở trong tất cả mọi sự và Chúa sẽ hướng dẫn chúng ta. Hội thánh chúng ta có tin điều đó không? Đây không phải là sự học thức. Những điều mà tôi nói với hội thánh của Chúa không phải là sự học thức. Đây là cái cuộc sống bước đi và nhạy bén với Thánh Linh của Chúa ở bên cạnh chúng ta. Nếu mình đang sống với Chúa Thánh Linh và mình nhạy bén với Chúa thì luôn luôn mình để ý Chúa đang làm gì và mình sẽ biết cái sự hướng dẫn của Chúa. Trong những lúc như vậy thì mình sẽ làm theo, mình sẽ bước theo, mình sẽ học được từ nơi Chúa. Cái xác của chúng ta nó điều khiển chúng ta. Xác của chúng ta bị bán cho tội lỗi. Xác của chúng ta là nô lệ của tội lỗi. Lấy cái tâm trí của chúng ta phục ở dưới luật pháp của Đức Chúa Trời và để xác thịt này phục ở dưới luật pháp của tội lỗi. Luật pháp của tội lỗi là gì? Đừng để cho nó nổi lên. Matthew đoạn 26 câu 40 đến câu số 41. Kế đó Ngài trở lại với môn đồ thấy đang ngủ. Đây là Chúa đang ở trong vườn Gethsemane. Ngài phán cùng Phi-rơ rằng, thế thì các ngươi không tỉnh thức với ta trong một giờ được. Hãy thức canh và cầu nguyện, kẻo các ngươi xa vào trước cám dỗ. Tâm thần thì muốn lắm, mà xác thịt thì yếu đuối. Những sứ đồ vĩ đại của chúng ta đây. Đây là lúc họ đang ở trong nơi vẫn còn sơ sinh, vẫn còn tối tăm. Đây là lúc Thánh Linh của Chúa chưa được đổ ra cho họ. Họ vẫn đang sống theo cái khả năng bản ngã của xác thịt của họ. Và họ không cầu nguyện với Chúa được một tiếng đồng hồ. Nhưng rồi mình thấy cuối cái cuộc đời của các sứ đồ này thì sao? Những người hoàn toàn được đổi mới bởi vì họ đã ở trong trường của Đấng Christ. Không những họ ngồi đó với nhau 10 ngày cầu nguyện, kiêng ăn trong đợi Thánh Linh của Chúa đến. Nhưng họ chịu đựng bị bắt bớ, bị đánh đập, bị bỏ tù và cuối cùng tất cả môn đồ của Chúa đều tử vì đạo hết. Và họ sẵn sàng làm điều này bởi vì họ đã trưởng thành và không coi cái mạng sống của mình quá quý giá. Môn đồ của Chúa là những người tin Chúa bắt đầu ở trong cái hành trình giống như chúng ta. Họ khởi đầu là những đứa bé mới sanh ra, nhưng họ tỉnh dậy khi Chúa Giêsu sống lại. Thì lúc đó tôi nghĩ là lúc những người đó bắt đầu tỉnh thức và họ bắt đầu thay đổi cái cuộc sống của họ. Cái suy tư và cái tâm tính của con người đã được Chúa thăm viếng, nó hoàn toàn thay đổi. Họ có cái suy nghĩ khác và cái xu hướng khác. Và Thánh Linh cũng đến cho chúng ta cũng giống như vậy. Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng ta như vậy. Và khi chúng ta ở trong cái trạng thái sơ sinh cho đến khi chúng ta ý thức được là lúc chúng ta cần phải thức dậy. Nó phải có cái mốc thời gian để chúng ta thức dậy và bắt đầu bước vào trong cái trường học của Đấng Christ. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 14. Cho nên có chép rằng, ngươi đương ngủ, hãy thức. Hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng các ngươi. Làm sao để mình thức dậy? Phải có người đánh thức mình. Nếu mình vẫn còn sống chung với lại những người lớn thì mình cần phải có người lớn đánh thức mình. Nhưng khi mình đã thành nhân rồi thì mình là cái người đánh thức người khác, chứ không phải là mình để cho người khác đánh thức mình. Nhưng ở trong Chúa thì cái người đánh thức chúng ta đó là Thánh Linh của Chúa.
Chỉ có một cách mà chúng ta thức dậy là khi Thánh Linh của Chúa thức tỉnh chúng ta, đánh thức chúng ta. Người đang ngủ hãy thức dậy. Hãy thức dậy rồi ánh sáng của Chúa sẽ chiếu soi trên chúng ta. Hãy vùng dậy trong đám người chết. Nếu chúng ta cứ để cho tự nhiên cho đến lúc chúng ta thức dậy thuộc linh, thì tôi quả quyết điều này, mình sẽ không bao giờ thức dậy hết. Mình phải áp dụng cái sức của chúng ta vào trong cái vấn đề tỉnh thức thuộc linh thì mình mới thức dậy được. Nhưng mà Thánh Linh của Chúa sẽ đánh thức chúng ta. Những con cái của mình đó, mình gọi nó nhưng mà nó cũng đâu muốn nó dậy đâu. Cho đến khi mình kéo nó ra khỏi giường. Sự nghỉ ngơi của chúng ta nó tùy thuộc vào hai điều. Điều thứ nhất là mình cần ngủ bao lâu, và điều thứ hai là mình cần ngủ lúc nào. Cơ thể của chúng ta nó cần thời gian để phục hồi. Cho nên khi thời gian mà chúng ta cần phải ngủ, khi chúng ta còn trẻ thì mình cần nhiều thời gian ngủ 16 tiếng đồng hồ. Nhưng khi mình lớn lên dần, mấy đứa nhỏ nó cần khoảng 7 đến 8 tiếng, một nửa. Nhưng người lớn có lẽ mình không có cần ngủ lâu, có thể là 6 tiếng, có thể 5 tiếng, có những người 4 tiếng là họ đã nghỉ ngơi đầy đủ rồi, tại vì họ không có sinh hoạt nhiều giống như những đứa trẻ. Thi Thiên 37 câu 7 nói: "Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài." Có lúc chúng ta cần phải ngủ, cần phải nghỉ, cần phải yên nghỉ trong Chúa. Hãy để những lúc đó là những lúc chúng ta yên lặng, những lúc chúng ta tĩnh nguyện, những lúc chúng ta kiêng ăn, những lúc chúng ta cầu nguyện. Mình cần có những điều đó để khôi phục lại cái trạng thái thuộc linh của chúng ta. Nhưng mình cần phải biết mình cần bao nhiêu lâu để mình ngủ. Chúa Giê-xu cũng làm vậy. Chúa vẫn đi lên trên núi, Chúa biệt điên ra, Chúa ở một mình, Chúa cầu nguyện, Chúa kiêng ăn. Đi vào trong sa mạc, Chúa kiêng ăn 40 ngày trước khi vào chức vụ. Chúng ta cũng vậy, mình cần có cái thời gian để mình nghỉ ngơi. Nhưng mình phải biết rằng mình cần bao lâu. Và nếu mình biết mình cần bao lâu, thì lúc nào là lúc mình sẽ đi ngủ để đến lúc mình cần phải thức dậy. Tại vì cái giờ thức dậy chúng ta tùy thuộc vào cái hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng lúc đi ngủ thì mình không có tùy thuộc vào gì hết, mình chỉ tùy thuộc vào trong cái sở thích của chúng ta thôi, đúng không? Nhưng lúc dậy thì chúng ta có cái giờ nhất định. Ai cũng có cái giờ nhất định. Giờ này là giờ tôi cần phải thức dậy. Bởi vì quá cái giờ này thì thôi, ở nhà luôn, không khỏi phải đi làm, khỏi phải đi học. Nhưng cái giờ ngủ là giờ mà nó tùy thuộc vào trong cái sở thích của chúng ta. Tôi muốn đi ngủ lúc nào cũng được hết. Nhưng nếu chúng ta nghĩ rằng mình là người chỉ cần 5 tiếng đồng hồ ngủ, hay 4 tiếng đồng hồ, hay 3 tiếng đồng hồ ngủ, thì cứ đi ngủ khoảng 3-4 giờ sáng, thì mình không cần thời gian ngủ. Nhưng nếu chúng ta biết rằng mình phải thức dậy thì, và mình biết rằng mình cần phải ngủ bao lâu, thì mình cần phải có cái kế hoạch, cái giờ nào mình cần phải ngủ. Điều này nó không phải đơn giản, nó rất khó. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà vặt lấy áo giáp sáng láng. Việc tối tăm là việc gì? Việc chúng ta làm ở trong ban đêm là việc tối tăm. Nhưng mà tôi đâu có làm việc gì xấu đâu. Nhưng mà những việc đó vẫn gọi là việc tối tăm, thì mình làm trong việc ban đêm. Tôi muốn nói rất là đơn giản. Tại vì những công việc mà chúng ta có thể làm trong ban đêm, mình cũng có thể làm việc trong ban ngày. Vậy tại sao mình không làm ở trong ban ngày, mình làm ở trong ban đêm? Cho nên hãy bỏ những công việc tối tăm, hãy bỏ những công việc mà mình làm ở trong ban đêm, để mình có một cái kế hoạch và kỷ luật cho cuộc sống của chúng ta, để chúng ta tỉnh thức thân thể này được đúng giờ, thì mình mới tỉnh thức được thuộc linh của chúng ta trong cái giai đoạn này. Tại vì nếu cái thân thể của chúng ta nó chưa được kế hoạch, nó chưa được ở trong cái sự kỷ luật, thì cuộc sống thuộc linh của chúng ta rất khó ở trong sự kỷ luật. Mình phải có cái kỷ luật cho thân thể của chúng ta, thì mình mới có được cái sự kỷ luật cho cuộc sống thuộc linh của chúng ta. Thánh Linh là đấng sẽ đánh thức chúng ta. Mình không làm một mình được đâu. Nếu quý vị hỏi làm thế nào, mục sư, để tôi được thức dậy thuộc linh, thì tôi nói rằng chỉ có Thánh Linh đánh thức chúng ta được thôi. Không có ai làm được hết, quý vị cũng không làm được. Thánh Linh sẽ đánh thức quý vị. Ở trong Roma đoạn 8 câu 11: "Lại nếu Thánh Linh của đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu sống lại từ trong kẻ chết ở trong anh em, thì đấng làm cho Đức Chúa Giê-xu Christ sống lại từ trong kẻ chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài ở trong anh em mà khiến thân thể hay chết của anh em lại sống." Chúng ta không có khả năng. Mình muốn ngủ, ai cũng muốn ngủ hết. Và nhất là khi chúng ta ở trong cái trạng thái thuộc linh mà mình mơ mơ tỉnh tỉnh đó, rất khó để mình thức dậy. Có những lúc ở trong cuộc sống chúng ta, tự nhiên mình vùng dậy.
Không có ai đánh thức mình hết. Mình vùng dậy. Tại sao vậy? Bởi vì trong ngày đó mình có công việc gì đó mình đang trông đợi. Ngày nào mà tôi cần phải ra phi trường, tôi để 2-3 cái đồng hồ báo thức. Tôi lúc nào cũng dậy trước khi đồng hồ báo thức hết. Có những lúc khác tôi không phải là sợ trễ, nhưng mà tôi có công việc gì đó tôi chưa làm xong ngày hôm trước và tôi cần phải làm ngày hôm sau. Không phải là tôi phải làm xong ngày hôm sau, nhưng mà tôi muốn tiếp tục làm cái công việc đó ngày hôm sau, và tôi phải đi ngủ ngày hôm trước để tôi làm việc ngày hôm sau. Thì tôi tự nhiên tôi sẽ thức dậy, tôi sẽ ao hức thức dậy và tôi sẽ làm cái công việc đó. Bởi vì tôi đang trông đợi cái công việc đó. Cái công việc thuộc linh của chúng ta, nó sẽ làm chúng ta thức dậy. Nếu chúng ta đang háo hức, chúng ta đang trông đợi, chúng ta đang muốn làm công việc của Chúa. Như mỗi buổi sáng Chủ nhật đến đây chuẩn bị cho hội thánh của Chúa là công việc tôi muốn làm. Không có ai bắt buộc tôi phải thức dậy để đến đây để làm công việc của Chúa, nhưng mà đó là những công việc mà tôi muốn làm. Không phải để sự khen ngợi của những người xung quanh, nhưng mà đó là cái công việc rất đơn giản, rất dễ để tôi làm, để góp phần vào trong cái công việc để phục vụ hội thánh của Chúa. Và cái lòng của tôi nó nôn nao, nó háo hức. Hoặc là chúng ta có cái hành trình gì đó ở trong Chúa, chúng ta đang làm chứng cho người nào đó, chúng ta đang suy nghĩ về người nào đó. Tôi nhớ khi tôi mới tin Chúa, tôi thức dậy nửa đêm và tôi cầu nguyện, bởi vì Chúa nhắc nhở tôi để cầu nguyện cho người này người kia. Tôi thức dậy và không có ai đánh thức tôi dậy hết. Tôi thức dậy và tôi làm cái công việc đó, bởi vì có cái sự nôn nao ở trong lòng của chúng ta. Khi chúng ta yêu mến Chúa và chúng ta muốn làm công việc Chúa, thì cái giấc ngủ của chúng ta nó chỉ phụ thuộc vào trong cái lòng hăng hái của chúng ta thôi. Và ở trong Chúa cũng vậy. Thánh linh của Chúa gieo ở trong lòng của chúng ta sự hăng hái đó, và mình sẽ trỗi dậy, mình sẽ thức dậy, mình sẽ làm công việc của Chúa. Bởi vì đó là điều mà lòng của mình trông mong hơn là giấc ngủ. Ở trong nhà ca nói, tôi ngủ nhưng lòng tôi tỉnh thức. Đó là tiếng lương nhân tôi gọi. Hỡi bạn tỉnh ta, chim bồ câu ta, người yêu của linh hồn ta. Điều gì làm cho mình thức dậy? Chúa làm cho mình thức dậy. Suy nghĩ về Chúa, suy nghĩ về tình yêu của Chúa sẽ làm cho mình thức dậy. Mình sẽ nôn nao, mình sẽ đến, mình sẽ sẵn sàng để thờ phượng Chúa. Mình sẵn sàng ở trong nhà của Chúa, mình không thấy mệt mỏi, mình không thấy khó chịu, nhưng mình sẵn sàng, sẵn lòng. Bởi vì Chúa Thánh Linh sẽ thức dậy, thức lòng của mình dậy. Khi Thánh Linh đổ ở trong lòng, Chúa sẽ thay đổi cái khuynh hướng của chúng ta. Và từ đó mình bắt đầu lớn lên và trưởng thành ở trong sự yêu mến Chúa. Sống thuộc linh của chúng ta và thuộc thể của chúng ta, cái khuynh hướng và cái xu hướng ngày giờ của chúng ta sẽ thay đổi. Mình sẽ yêu mến Chúa và mình muốn thức dậy. Mình chờ cho đến khi buổi sáng đến. Thi Thiên 130 câu 6: linh hồn tôi trông đợi Chúa hơn người lính canh trông đợi sáng. Sự hiện diện của Thánh Linh sẽ thay đổi suy nghĩ, tâm tình và cuộc sống của chúng ta, và khiến chúng ta trở nên những con người không ai cần phải nói chúng ta đến giờ chúng ta cần phải thức dậy. Mình sẽ trỗi dậy và mình sẽ đi tìm kiếm Chúa. Giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến, bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm và mặc lấy áo giáp sáng láng. Thánh Linh ơi, hãy đến phủ ở trên căn phòng này, trong tâm trí, trong suy nghĩ, trong tư tưởng, trong cuộc sống của mỗi chúng con. Cho chúng con cái động cơ sẽ háo hức, sự trông đợi, trông mong của linh hồn của chúng con hướng về Ngài. Chúng con muốn thức dậy để ngắm nhìn sự vinh hiển của Chúa, để ngợi khen Chúa vì tình thương của Chúa đối với chúng con. Chúng con muốn trỗi dậy để bước vào trong mối tương giao đối với Chúa, để suy nghĩ, để hưởng, để nằm ở trong lòng bàn tay của Chúa. Chúng con muốn thức dậy, chúng con muốn trỗi dậy để bước vào ở trong hành lang của Chúa, để môi miệng của chúng con mở lên ca ngợi Chúa, ngợi khen Chúa. Chúng con muốn thức dậy chơi, bởi vì chúng con muốn bước ra để trở nên Chúa Giêsu cho thế gian ngày hôm nay, để nhìn thấy những con người đang cần tình yêu của Chúa, mà chỉ có chúng con là những người có thể cầu thay cho họ, đụng đến họ,
đặt tay trên những chỗ đau. Chơi hội thánh của Chúa, mặc lấy quyền năng của Ngài với động cơ thúc đẩy chúng con từ thánh linh của Chúa. Một hình ảnh quá đẹp, quá tuyệt vời. Chơi cho hội thánh của Chúa trong năm nay, cho chúng con trỗi dậy và cho chúng con bước ra, bước xuống khỏi giường chúng con để bước vào trong công việc mà Chúa sắm sẵn cho chúng con. Chơi phước hạnh thay, những điều mắt chúng con chưa thấy, tai chúng con chưa nghe, lòng chúng con chưa nghĩ đến, khi chúng con bước vào trong sự kêu gọi trọn vẹn và nhìn thấy quyền năng của Chúa thể hiện qua lời cầu xin rất đơn sơ của chúng con. Trời, đó là động cơ mà chúng con sẽ trỗi dậy mỗi buổi sáng. Đó là động cơ sẽ làm chúng con thao thức để muốn mở mắt dậy, để nói với Chúa: Chúa anh, ngày hôm nay con sẽ gặp ai? Ngày hôm nay người nào sẽ vào trong cái suy nghĩ của con? Ngày hôm nay con sẽ cầu nguyện cho ai? Ngày hôm nay con sẽ thăm ai? Ngày hôm nay ai sẽ đến với con? Chúa ơi, cho hội thánh của Chúa một cái tâm tình như đấng Christ, nhìn thấy quyền năng của Chúa có thể thực hiện qua những con người giống như chúng con, yếu đuối, thiếu thốn, nhưng Chúa có thể làm lớn hơn và diệu kỳ hơn. Và chúng con sẽ quỳ xuống và nói: đáng vinh hiển thay là đấng có thể làm tất cả mọi sự ở trong những con người yếu đuối giống như chúng con. Ở với chúng con, với mỗi một người trái, trong suy nghĩ, trong giấc ngủ, trong sự tỉnh thức của chúng con, và để chúng con bước vào trong trường của đấng Christ, và để chúng con học, và để chúng con trở nên tâm thức vóc dáng của đấng mà linh hồn của chúng con yêu mến. Chúa Giêsu Christ. Amen.